Rồi, chào anh em. Thì trong các chỉ số sức khỏe này thì mình vào đây nhá, mình chọn cái ví dụ trong oxy trong máu đi. Đây. Thì nó có những cái ý gì? Insert chọn những ý này nhá. Rồi. Đây, đốt C. Về về tiếp đây 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 đấy rồi fill nhá, fill màu này. Ok, màu này, màu này, màu này, màu này và màu này. Ok rồi, mình copy toàn bộ cái này cho xuống đây một xí. Rồi thì mình sẽ nhìn đây này, gồm mà bão hòa oxy trong máu thì bảo đảm sức khỏe của phổi thông qua việc duy trì cái, thì mình sẽ ghi là bảo đảm sức khỏe của phổi. Rồi tiếp tục này, chỉ số SpO2 lý tưởng này là 95 đến 100. SpO2 trong khoảng 95 đến 100%. Rồi. Cái thứ ba là chỉ số ở dưới 90 được xem xét là thấp. Cần chú ý thêm. Nếu dưới 90 được xem là thấp. Thấp. Đấy, chú ý kiểm tra và giữ gìn. Ok chưa? Rồi. Cái thứ năm là gì? Đấy. Thì phải xem theo cơ địa từng người. Ok. Và khác biệt. Khác biệt từng chút một. Đấy. Rồi chưa? Ok. Cho nó xuống một xí. Đấy. Rồi, ok. Hả? Nóng à? Điều hòa nóng phải không? Em có thấy nóng không? Cho hàng cao chị lên tí. Transit này, đây, đây. Thằng này kiểu emission này, chọn thằng này, đấy, thằng này, đấy, thằng này, thằng này, đấy, thằng này, thằng này và thằng này, rồi, ok, chào anh em.